Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung mới nhất về vụ mà Covid những ngày vừa qua đó. Thì hôm nay có thông báo mới của bộ mà ở Hồ Chí Minh nè. Không tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng nha, và dừng chợ tự phát lại. Hồ Chí Minh dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động các nơi như gọi là chợ tự phát, không tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học và bệnh viện. Nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phải dừng lại ngay. Tối ngày 19 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ban chỉ thị số 10 tên CTUBND về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Chỉ thị có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho đến khi có thông báo mới. Theo chỉ thị, Hồ Chí Minh dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu và dừng các hoạt động của chợ tự phát. Không tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tuân thủ triệt để quy tắc 5K của Bộ Y tế, thực hiện khoảng cách tối thiểu là 1,5m giữa người với người tại các địa điểm công cộng, đồng thời tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch của các cá nhân tổ chức. Và Ủy ban Nhân dân Hồ Chí Minh yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hợp khác do Sở Y tế hướng dẫn. Các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa thiết yếu để phục vụ người dân thành phố và nhà máy phân xưởng xí nghiệp được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa người lao động tối thiểu 1,5m, mang khẩu trang tại nơi làm việc, thực hiện khử trùng diệt khuẩn, đảm bảo không gian thoáng mát. Người đứng đầu doanh nghiệp cơ sở sản xuất cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ phải chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại đơn vị cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe an toàn tuyệt đối cho người lao động. Và Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chợ truyền thống trên địa bàn, tạm ngừng hoạt động chợ truyền thống không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Đó, các bạn thấy không? Do đó bây giờ là các chợ tự phát, các chợ chồng hổm, các chợ mà ngồi sẫm ở ngoài lề đường á thì người ta đã dẹp hết rồi. Thì chúng ta muốn mua thì cứ vào Bách Hóa Xanh hay là các chợ chính thống, các chợ mà truyền thống, các chợ mà có ban quản lý chợ, có nhà lòng chợ đồ mua sẽ hay hơn, an toàn hơn, nhưng mà đi nhớ đeo khẩu trang. Rồi khoảng cách xa 1,5m giống như thông báo á, đừng có đi gần gần xúm xúm lại trả giá, nhiều khi cũng phải trả giá cho cái vấn đề mà mình trả giá đó. Rồi, cảm ơn các bạn.